Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 60 giây ngày 10 tháng 2 năm 2022. Bản tin ngày hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Cháu nội vu mèo Vương Chí Sinh lên tiếng về clip bắt vợ xôn xao ở Hà Giang. Mới đây, vụ việc một cô gái ở Mèo Vạc, Hà Giang đã bị một nam thanh niên bắt về làm vợ thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Dù xung quanh có rất nhiều người dân, nhưng chỉ khi được một chiến sĩ công an giải cứu, sự việc mới chấm dứt. Chia sẻ với báo chí, ông Vương Chí Sinh, cháu nội vua mèo hay vua Hờ Mông, rất bức xúc khi xem clip trên. Ông khẳng định người Hờ Mông không có tục nào gọi là tục bắt vợ mà chỉ có tục kéo dâu, là nét văn hóa lâu đời, mang tính nhân văn và rất đẹp, nhiều ý nghĩa. Ông cho rằng những nam thanh niên đi bắt các cô gái về làm vợ, phần lớn đều là những người không am hiểu văn hóa và thiếu kiến thức. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật bắt giữ người trái phép mà còn xúc phạm đến nhân phẩm của người phụ nữ. Ông nhấn mạnh chính quyền địa phương cần phải vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì phải xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Giá vàng bán ra tăng mạnh ngày vía thần tài. Mở phiên giao dịch ngày vía thần tài 10 tháng 2, giá vàng SJC tăng mạnh, mua vào bán ra cùng lúc lên mức 61,65 đến 62,65 triệu đồng trên một lượng. Cùng lúc đó, giá vàng thế giới tăng lên 1,833 USD trên OZ. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên sáng nay ở mức 61,5 triệu đồng trên một lượng. Giá bán ra là 62,65 triệu đồng trên một lượng, tăng 300.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, tăng 500.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá vàng đang cao hơn mức giá mua 1 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới tiếp tục tăng, quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng nay là 1 USD bằng 22.820.000 Việt Nam đồng. Giá vàng thế giới tăng tương đương 50,39 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn 12,26 triệu đồng so với giá vàng SJC bán ra vào sáng 10 tháng 2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD áp dụng cho ngày 10 tháng 2 là 23.180.000 đồng trên 1 USD. Về việc không tổ chức cho học sinh Hà Nội học bán trú, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết việc đưa học sinh quay trở lại trường phải đảm bảo cho việc dạy học cho các cháu, vừa thuận lợi cho chăm sóc, đưa đón của phụ huynh bố mẹ để bố mẹ các cháu yên tâm công tác. Hôm nay, ngày 10 tháng 2, hơn 500.000 học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 18 huyện, thị xã, ngoại thành Hà Nội bắt đầu đến trường học trực tiếp sau hơn 9 tháng học trực tuyến để phòng chống dịch. Việc Hà Nội cho học sinh quay trở lại trường nhưng không tổ chức ăn bán trú khiến nhiều phụ huynh gặp cảnh khó khăn khi vừa đi làm vừa nhấp nhổm đón con. Trước thực trạng trường học cho học sinh học một buổi một ngày khiến việc chăm sóc đưa đón của phụ huynh bị xáo trộn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhắc lại khuyến cáo của các chuyên gia y tế rằng việc đưa học sinh đến trường học một buổi hay học bán trú cả ngày về mặt phòng chống dịch là không khác nhau nhiều. Do đó, để tạo thuận lợi cho phụ huynh yên tâm làm việc và đưa đón con cái cũng như sinh hoạt của học sinh được nền nếp thì việc đưa đón học sinh quay trở lại học tập trực tiếp nên thực hiện đầy đủ và thống nhất. Tiên thành phố Hồ Chí Minh không có ca tử vong nào vì Covid-19 trong ngày. Ngày 9 tháng 2 đã ghi nhận cột mốc đáng nhớ trong cuộc chiến chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh khi địa bàn không ghi nhận bất cứ trường hợp nào tử vong vì Covid-19. Sở Y tế khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, số ca mắc mới Covid-19 đang có xu hướng tăng nhanh sau thời gian giảm sâu trong kỳ nghỉ Tết. Trước tình hình trên, ngành y tế thành phố khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước nguy cơ lây nhiễm của dịch bệnh, tuân thủ nguyên tắc khuyến cáo 5K, chủ động trích ngừa vaccine khi đến lượt. Những người dân từ các địa phương khác đến thành phố sau Tết Nguyên đán cần chủ động khai báo y tế để được tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 trong trường hợp chưa được tiêm đầy đủ mũi theo quy định của Bộ Y tế. Thụy Điển tuyên bố đại dịch kết thúc. Sau Đan Mạch, Thụy Điển là nước thuộc Liên minh châu Âu EU mới dỡ bỏ hầu hết các hạn chế xét nghiệm Covid-19 nội địa, bãi bỏ hạn chế đi lại đối với công dân trong khối. Kể từ ngày 9 tháng 2, nhà hàng và quán bar ở Thụy Điển được phép mở cửa sau 23 giờ và không giới hạn số lượng khách. Những sự kiện lớn không còn giới hạn người tham dự và không yêu cầu chứng minh đã tiêm vaccine. Hành khách di chuyển trên phương tiện công cộng cũng không bắt buộc đeo khẩu trang. Thụy Điển cũng đã dỡ bỏ hạn chế đi lại đối với công dân thuộc các nước trong khối EU. Trong thông báo chung của Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp Thụy Điển, công dân EU không cần phải xuất trình hộ chiếu vaccine của khối để nhập cảnh vào Thụy Điển. Người dân chưa được tiêm vaccine hoặc đang mắc Covid-19 vẫn có thể đến nước này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 60 giây ngày hôm nay. Nếu quý vị và các bạn có bất cứ thắc mắc nào, hãy để lại ý kiến của mình trong phần comment này nhé. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.